Hiện nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 27.000 ha lúa đông xuân. Trong số này có hơn 8.000 ha lúa bị ngã đổ do mưa và gió lớn xảy ra hồi đầu tháng 4 vừa qua, làm giảm năng suất và tăng công thu hoạch, điều bất lợi cho nông dân trong vụ lúa này. Cánh đồng lúa thuộc xứ Đồng Thượng, thị trấn Mộ Đức trong sáng nay, nhiều thửa ruộng lúa bị ngã đổ trong đợt mưa và gió lớn hồi đầu tháng, nên giờ thuê máy gặt phải tốn công hơn. Vì chi phí của gạt thế thì nó cũng vẫn tan gió hơn là năm trước á. Mùa trước đó là nó trả cỡ 150 sồ, năm nay nó lên tới 180 một sồ. Lúa ngã đổ tốn thêm tiền công thu hoạch, và cũng vì lúa ngã đổ nên giảm năng suất rất nhiều. Ngay cả khi thu hoạch, hạt lúa rơi vãi trên đồng cũng nhiều hơn. Vụ này là cô lồm được là một bó bo, nhưng mà nó ngỏ đũa của tôi, cô là làm lịa khách cái là bả sồ. Nhưng mà không má cát không được, cô phơ mướn 10 cát ta, nhưng mà một công là trả hơn 100 ngàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa và gió lớn trái mùa vừa qua, toàn tỉnh có 8.100 hecta lúa bị ngã đổ, gây thiệt hại cho nông dân.